mình ẩn tu để mình sám hối những cái nghiệp lực mình gây ra đó huynh. Và mình còn nhận thức được. Mình còn nhận thức được mình mới biết mình sai. Dạ, Lê Thanh xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì lúc nào cũng vậy, phải có nhân duyên mới gặp nhau. Cũng như là từ cái chỗ với anh với Lê Thanh cũng có một cái nhân duyên mới đây. Cũng được gặp nhau thì biết đã lâu rồi, nhưng mà nhiều khi cái duyên chưa đến thì chưa thể nào gặp. Thì trong cái quá trình những video vừa qua, những video trước đây cũng nói rất nhiều về Ven, cho nên thời gian đó Ven thì không lên tiếng, tìm về nơi rừng núi để ẩn tu. Thì cái sự việc ẩn tu này là mình để làm gì, mục đích để làm gì, Ven có thể chia sẻ cho khán giả biết không? Mục đích mình về đây ẩn tu trong mấy tháng nay mà mình không lên mạng, không giải thích những cái lời ồn ào ở ngoài, là để mình là có cái ý nghĩa gì mà ẩn tu ở đây thì đó Ven? Dạ, mình ẩn tu để mình sám hối những cái nghiệp lực mình gây ra đó huynh, cho nghiệp của mình tiêu tan, rồi tu tập tinh tấn hơn, lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền, ăn năn sám hối, tiêu tan nghiệp chướng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cho huynh cũng như nhiều khán giả thắc mắc là nhiều khi khán giả không có trực tiếp được Ven, không liên hệ được Ven. Cho khán giả hỏi trong cái thời điểm đó mình có lẽ là nên cái nói như thế nào, trong thời điểm đó mình có kìm được cái bản, cái tự chế được cái tâm giờ như thế nào không, mà mình như vậy giống như mình đi nó lạc bước đó bị Ven. Cái đó lúc đó mình còn nhận thức được không? Dạ, mình còn nhận thức được. Mình còn nhận thức được mình mới biết mình sai. Không, trong thời điểm đó kìa. Trong thời điểm đó rất là nhận là mình đâu biết mình sai mà mình đi lạc hướng đúng không? Thì khi mà xảy ra rồi mới biết mình sai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm xảy ra đó mình vẫn còn nhận thức được hả? Hay là mình ham vui quá hay sao? Dạ chắc là muội ham vui. Không có nghĩ là cái chuyện hậu quả nó trên cộng đồng nó quá nhiều cái chuyện xảy ra để giống như là áp lực á. Từ cái việc đó xảy ra chắc cái áp lực dữ lắm ha Ven? Nhiều không? Dạ cũng nhiều mà nhiều. Cũng ít. Nhiều cũng ít hả? Nhưng mình có buồn không? Khi mà khán giả đưa cái áp lực cho mình xảy ra những chuyện đó, có buồn không Ven? Dạ cũng có buồn mà cũng có vui, cũng bình thường à. Cũng bình thường ha. Tại vì Thanh nghĩ nếu mà xảy ra những chuyện đó thì khán giả với những anh chị em mà đưa cái áp lực vô người đó chắc Thanh nghĩ là khó chịu lắm. Hay là khi mình về núi ẩn tu rồi mình không hay biết chuyện gì ở ngoài đời hết hay sao? Dạ mình vẫn rõ biết ngoài đời. Và rõ biết cái thân xác của mình nè. Thì mất cười. Người ta chửi mình vẫn cười ha? Không phải, tại mùa vui mùa cười á. Vui cười hả? Dạ. Lúc nào cũng vui vậy hả sao? Dạ lâu lâu cũng có buồn. Buồn thì khóc, mà vui thì dạ, cười. Đúng rồi quên. Hiện giờ đang vui. Ủa dạ. Hiện giờ đây Lê Thanh đang nhắc đến những chuyện không vui mà ta. Sao nguội lại vui nè. Bây giờ đang nói chuyện giống như là chuyện buồn á, rồi muội lại cười. Tại vì muội vui muội mới cười. Giống như cái nụ cười của mình nó sẽ xóa tan đi những cái ưu phiền và những phiền não, có đúng như không? Dạ. Thì mắc cười quá. Thôi nghĩ cười. Nghĩ cười. Không, cứ nếu mà cảm thấy hay vui thì cứ cười. Cười quá cũng không có được, mình nên nghiêm trang. Nghiêm trang ha. Đúng tại, rồi anh. Không, với tại vì vào cái thời điểm này cũng mình quay ở ngoài ngoại cảnh nè. Cái lúc mà Ven đi chặt chuối vô nè khán giả, thấy không? Nói chuối là có chuối thiệt nha. Mà chuối này chặt ở đâu Ven? Dạ chặt ở trong gần đây nè huynh. Chặt ở trong cây chuối phải không? Dạ.
Ông cũng nhiều khi khán giả khen Lê Thanh nó nói chuyện tiếu vui quá à. Thật sự Lê Thanh cũng hỏi chứ chết quớt gì cây chuối lẽ chặt vô cái cây xài có cây chuối. chuối phải chặt vô cây chuối đúng không? Thường thường mùi thích ăn chuối không? Dạ món gì mùi cũng món gì cũng ăn hết. Ý. À. Thì ở trên đây thì có trái cây gì mình ăn trái cây đó ha. Dạ. Ừ, thì cũng tốt. Tại vì thấy ở đây rất là yên tĩnh á mùi. Thì cái sự tu tập của mùi thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng khi vừa qua mình đi nhiều nơi quá gây lên cái sự ồn ào làm cho cái tâm của mùi cũng giống như nó không có trụ được đó. Thì ảnh hưởng đến nhiều người đó. Dạ. Tại vì tu mình phải đừng có đi nhiều quá. Thật đó đi nhiều quá Lê Thanh kiếm không được luôn rồi. Dạ. Không có gặp được mũi ra. Đâu quay phim được đâu. Mình đi khắp nơi luôn. Đó thì khi mà khán giả xem được những đoạn video này thì khán giả cũng đã hiểu và thông cảm cho Ven. Thì em cũng ăn năn hối lỗi để tu tập và sám hối để cho nó qua đi. Mình tính tu là tu hoài luôn hay có tu thời điểm nào không Ven? Dạ một điểm ở đây được rồi Huynh. Không, tức là Huynh hỏi là mình tính tu là tu hoài suốt đời luôn hay là mình tu chỉ nhất định một cái thời gian nào đó thôi? Dạ, tu đến khi bỏ cái xác này. Là dự định là tu ở núi này luôn ha, đến khi bỏ xác luôn ha, không có tu nơi khác nữa. Vừa qua mùi cũng đi khắp nơi đó là cũng chọn được nơi này luôn ha. Dạ. Nhưng mà cho Lê Thanh hỏi câu này coi, thì trong quá trình nãy giờ Lê Thanh hỏi những cái câu chuyện mà nhắc lại trước đây để cho khán giả hiểu Ven. Ven là một người để biết tu biết sửa chứ không có cố chấp, đúng không? Thì Ven cũng nói lên điều này trên mạng là cũng đã hối lỗi rồi, cho nên về đây ăn tu. Thì cho Lê Thanh hỏi là cơ duyên như thế nào mà muội được về đây tu? Có ân trên xây chuyển không hay là có ai mời mình về đây tu hay là tự mình hay gì Ven? Đó là bàn tay của Phật Thích Ca xây chuyển. Ồ, bàn tay của Phật Thích Ca xây chuyển. Ủa sao mà mùi biết điều đó vậy? Có Phật báo cho mùi biết hay gì? Không, Phật xây chuyển tất nhiên là Phật thương mình, độ cho mình, gọi là hộ niệm á. Cho mình đến nơi yên tĩnh để mình tu tập thôi, bình thường mà. Ở đây có cây trái gì nhiều mùi? Có trái chuối, rồi bắp chuối, rồi trái dâu. Mùi biết cái cây mùi đang ngồi ở đây gai nhiều quá là cây gì không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Cây nó giống cây dông quá ta. Thường thường ở đây đã có trồng rau được không mùi? Dạ được Huynh. Được luôn hả? Dạ. Mà mùa này mùa nắng làm sao mà trồng? Mà Lê Thanh thấy đây đá không sao mà trồng rau được? Trồng được, mình chịu khó mình tưới nước á. Nhưng mà mũi có khởi trồng chưa? Dạ cũng có trồng. Có trồng rồi hả? Người trồng rau gì vậy? Nhưng mà nó chưa có mọc lên. mà rau gì? Người trồng rau gì? Dạ có cái xà lách con thôi. Những cái bắp chuối dễ ăn ha, luộc cũng được. Sao tự nhiên cười. Mình ở đây bắp chuối mình luộc được nè, ăn sống được nè, nấu canh được nè, dễ. Lê Thanh cũng thích ăn bắp chuối lắm. Để bữa nào có dịp khác Lê Thanh đi xin bắp chuối đi nướng nha. Ăn bắp chuối nướng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bắp chuối nướng ngon lắm đó, ngon hơn bắp chuối luộc nữa đó. Dạ. Chuối này chắc để bữa hai bữa là về bữa là chín đây nè. Đây có chuối dễ ăn ha. Có trái cây thiên nhiên nha khán giả. Trái cây này là kêu bằng trái cây là không cần phân, không cần thuốc gì á. Ở trên rừng núi mà. Ở đây rất là mát cho nên Ven ra đây để dân dỏng. Mình dân dỏng mình ngủ hay mình ngồi chơi hay mình tịnh gì Ven?
Dạ năm giỗng ngồi chơi thôi Ngồi à chơi quên. đó, Dạ. ngồi mình chơi vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mình với có con mực nữa nè, mực nó đi theo suốt luôn nha. Dạ. Trên Mực đây mực mực mực. Mực mực lại đây con. Bên đây có nó cũng vui ha. Đây. Đó. Mực mực. Nói chung hôm nay cũng gặp Ven để quay video, để trò chuyện, chuyện vui, chuyện buồn. Trong đó thật sự ra thì nếu mà nhắc đến hoài thì còn buồn thêm thôi, nhắc vậy thôi. Thì cũng mong tất cả khán giả cũng yêu thương Ven như lúc ban đầu. Thì Lê Thanh cũng không có nghĩ đến chuyện đó cho nên hôm nay cũng gặp Ven. Chứ theo người khác là người ta sẽ không gặp Ven. Tại vì thấy Ven đi sai đường đó, nhiều người đã bỏ rồi. Lê Thanh chắc cũng được cái nhịp cầu nối của chị Thảo tạo cái duyên cho Lê Thanh để gặp Ven nè, để quay những đoạn video vừa rồi cũng rất là có ý nghĩa đó. Thì Lê Thanh cũng muốn đến đây để coi coi chỗ ở Ven như thế nào, ăn uống ra sao, tu tập như thế nào đó. Buồn ngủ hả Ven? Dạ buồn ngủ. Ủa giờ này dắt chịu ngủ vậy? Dạ. Ban đêm mình thức khuya không? Dạ có lúc ngủ được, có lúc ngủ không được. Tức là mình ngủ không được là lý do sao, mình nhớ nhà hay là mình nhớ những chuyện gì? Không, tại do cơ địa của mình thôi. Cơ địa hả? Dạ. Ngủ không được là mất thức sáng đêm hoài hả? Dạ. Rồi bữa nào ngủ được thì ngủ tối ngày sáng đêm luôn. Bù, ngủ bù rồi. Thật sự gặp là Ven cũng rất là vui đó khán giả. Vui vì nhiều khán giả cũng còn yêu quý Ven, cũng có những lời chúc tốt đẹp đến Ven. Hãy cố gắng lên. Chị ủng hộ em, cô ủng hộ cháu. Thôi Ven ngủ rồi mình đi xuống khán giả. Thức hả? Thôi thì nói chung thì quay một đoạn video ngắn thôi khán giả. Tại vì quay nhiều quá thì để không có thời gian Ven nghỉ ngơi đó. Cho nên mình cũng quay một đoạn video ngắn để gửi đến khán giả gần xa. Gặp lại Ven, những có câu nói của Ven nè. Những cái lời phát âm của Ven thì khán giả rất là thích nghe. Nó nếu mà có duyên thì chúng ta gặp lại Ven nữa nha. Thôi chào Ven nha. Chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo. Gặp lại Ven hoặc là những video Lê Thanh đăng trên kênh YouTube ạ. Lê Thanh xin chào ạ.